Khâm xin đọc tiếp. Tôi xin ông bà và cháu Thành giúp cho cháu Xính một việc quan trọng nữa ạ. Đó là tìm cho Xính một cô vợ ngoan ngoãn, khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc. Vì sợ Xính sẽ phải trở thành lao động chính trong nhà, nhờ ông bà tiếp tục dạy bảo, hướng dẫn cháu trong cuộc sống. Vì cháu chưa tự lo được đâu. Chúc gia đình nhiều sức khỏe và niềm vui ạ. Cảm ơn gia đình. Chị thân mến. Vẫn chưa thích em nào à? Chưa có đâu, thích rồi. Thích rồi à? Chưa có ai yêu à? Nói chung là bây giờ em phải tự tin lên. Anh cũng hy vọng là sẽ tìm được một người phù hợp với bản thân em thôi. Chứ không, bây giờ sẽ không quá khó nữa. Bây giờ mình cũng nhà cửa đàng hoàng đẹp đẽ thế này. Đấy, Xính vẫn có sức khỏe. Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Buổi sáng ngày hôm nay thì Khâm đi lên nhà em Xính. Thì hiện tại là đang đến nhà em Xính rồi. Khâm tiếp tục là nhận được món quà từ cô Trang ở Mỹ. Có một thùng quà đi lên đến đây thì sáng hôm nay anh em đã trở lên đến đây. Và tí nữa sẽ vào nhà Xính và mở ra. Trong này thì có những món quà của em Xính này, anh Tùa này. Và em Thành và một món quà nữa của một hoàn cảnh khác nữa. Thì chắc có lẽ là tí nữa vào nhà Xính thì Khâm sẽ khui cái món quà đấy ở trong nhà của Xính. Thì mời cô bác anh chị cùng dõi theo video ngày hôm nay của Nắng Mai TV. Chắc qua đằng kia thôi nhỉ. Xính ơi, ở nhà không? Mở cửa anh ơi. Ừ, bên kia chứ, xong ra bên này dốc đấy. Đây, thế thầy chạy vào mình đỡ chứ. Đây, chân. Đau lưng quá. Đau lưng à? Vâng. Sao đấy? Mấy hôm trước xây cái đá xong đau lưng quá. Xây đá xong đau lưng á? Vâng. Hiện tại thì nhà em Xính đã làm xong chuồng bò và chuồng lợn các bác. Đấy. Mái đã lợp xong rất là đẹp đây. Ở đây chia làm hai gian, chắc có lẽ là một gian. Một gian để bò, một gian để lợn à Thánh? Vâng. À, để lợn rồi à? Vâng. Hôm qua mua được lợn rồi à? Mua được một con rồi. Đi sớm nhất mình chọn được một con. À đây. Con này đẹp phết nhở? Con này bao tiền em? Con này 1.605.000. 1.605.000 ạ. Tới nay chắc vẫn phải mua thêm con nữa nhở? Tốt. Tới con này phải đi mua thêm. Cái này Thành mua ở đâu ạ? Mua chợ Mộ Duệ luôn à? Đi sớm nhất mới được chọn được một con. Sớm nhất này mới được một con đẹp ấy nhở? Con này là quá tuyệt vời rồi. Có những con là bán những con này nhưng mà nó lại là con đực. À, có những con đẹp như này nhưng nó là con đực đúng không? Mình làm giống mình phải chọn những con cấy. Vâng, vâng. Ở nhà mình này có lợn giống chứ Thành? Em có một con mẹ nó đang để được 6 con. À. Quá ok rồi nhỉ. Cái này trước là cũng xây kè vào bên dưới rồi nhỉ? Vâng. Và cái chân cột rồi nhỉ? Vâng. Đó, à chân cột cái này xây vào để nó không bị mục cái mục cây. Đấy. Bên này thì là sẽ là để sau này là bò nhỉ? Muốn được bò cho Xính thì nuôi bò. Vâng. Thêm một cái công trình mới của em Xính là cái mái hiên cơ ba. Hiện tại thì mái hiên đã được hoàn thành trong chiều hôm qua luôn hả Thánh? Dạ. Trong tối hôm qua làm xong luôn chỗ này. Và tối hôm qua làm với là con. Này, chỗ này mình đã đổ thêm bê tông không? Vẫn đổ chứ nhỉ? Cái này thì bây giờ là hôm nay có thời gian mình cọc cái đất cho nó bản đấy, xong là mấy nữa thì Xính nó có đầu tư gì thì có tiền thì nó phát đổi thôi. Vâng. Mình đã hỗ trợ được như thế rồi thì sau này cái này phần nhỏ nhặt này thì chắc là có lẽ là Xính sẽ làm cũng đơn giản thôi. Mấy nữa cạo bằng lại. Chỗ kia là đá thừa. Là những cái này em đau lưng chả hộ được gì đâu mà. Đau lưng à? Vâng. Ủa bị lâu chưa? Em hôm nay đã được 3 ngày là đau hơn nặng. 3 ngày bị đau lưng á? Vâng.
chắc là có lẽ là làm chuồng bò xong bị đúng không? Hôm trước là em mới xẻ cây xong làm kéo cây là một cái cây nó lăn ngã xuống đâm vào đây một phát sau chúng thành á. Xong là về xay cái đá này sau là thấy đau đau luôn rồi. Đau được mấy hôm rồi? Ba hôm. Mình ấn thế này không đau, cúi xuống là đau, đứng dậy là đau. Thôi đừng làm việc nặng nữa. Đừng làm việc nặng nữa, bao giờ khỏi thì làm. Chỗ này thì tối qua vừa mới hoàn thiện luôn các bác. Cái này là tiền công thợ chắc gửi hết rồi nhỉ? Gửi hết rồi anh ạ. À, hôm nọ là Tuấn vào làm nhỉ? Vâng. Làm 2 ngày đúng không? Vâng. 2 ngày. anh Tuấn thì chạy đi chạy về, không mệt. À, Tuấn cũng vất vả hết đấy nhỉ? Vâng. Cái này là tôn xốp luôn nhỉ? Vâng. Quá tuyệt vời rồi. Có hôm qua anh Duy với Tân, anh Hậu với anh Duy vào bán. À. Mà bao nhiêu mét đây? Từ tính ra chắc cũng phải là... Từ ngoài này vào là 2m6. 2m6, thì đây ra là... 10 mét mấy. 10 mét như thế nào đấy? 10 hơn 10 mét đấy, chắc phải thế đấy. Vâng. À, ok, cũng xong, xôi hết rồi. Hiện tại là cái máy hiện đã được kéo ra thêm 2m6 các bác. Thì che mưa che nắng rất là tốt. Đấy. Hôm nọ mình góp ý để cái... chuồng xa bên kia là hợp lý luôn đấy nhở? Đúng rồi. Hôm nọ mà vào trong là không làm được cái mái hiên đâu. Đúng rồi. Rất là hợp lý. À, quay cả sắt vào luôn rồi à? Quay sắt đấy em quay cái cuộn cũ sang bên này. À, quay sang cả bên của Thành sang đấy nhở? Vâng. Từ của Thành sang. Vịt là của nhà Thành à Thánh? Dạ. Vịt của nhà Thành à? Của em gái thôi, em gái ở trên của em. Gái ba miền nuôi đây con nước để nó được con nước thôi. À, của em gái Thành thôi đúng không? Vâng. Đấy. Nhà xính hiện tại bây giờ mọi thứ đã xong hết rồi. Đấy. Đồng hành anh Hiệp rất là chỉn chu và hoàn thiện hết mọi thứ cho nhà em xính. Hôm nay anh Tủ ở nhà không nhỉ? Có ở. Nó xay cái bờ đá người ta nó. À, xay bờ đá. Thôi anh ấy làm bận làm thì cứ làm đi chứ. Mình mở cái món quà này ra, nếu mà phần nào của anh Tủ thì có lẽ là nhờ Thành hoặc là xính mang cho anh ấy nhé. Gọi luôn anh Tủ sang cũng được. Được, nếu mà gọi anh ấy sang cũng được. Thì cần cái điện thoại cho anh. Đó là rất nhiều. Quán nước. Bố mẹ Thành nhá. Thì như bố em đi kia mẹ có ở nhà sao? Mẹ ở nhà. Ở nhà, đây là một quà từ Vít. Đây là một. Hôm nay chắc là không chỉ là hỗ trợ xính làm công trình ở đây thôi nhỉ? Em chỉ làm ở đây xong còn có một chú ở tiếp trên đây người nó đang đòi về nhà thì em đau lưng đi được, gọi vợ đi của một người. À, hộ vợ. Hàng xóm làm nhà. Vâng. Dạ. Hôm nay vào đây thì trời hiện tại. Anh nghe thế thì nhỉ? Em khởi. Em khởi. 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 Đây là em thôi. Vâng. Ít tuổi. Sáng đi thì vào lạnh lắm á, phải mặc áo khoác, áo len. Bây giờ là đau lưng quá. Vâng, sáng nay đi ra ngân hàng muộn lắm, nên bây giờ vào đến đây là 9 giờ. Vâng. Đi vào đấy là hôm nay đến công tơ mét là vào 32 cây. Vâng. 32 cây. Anh Tùa có điện thoại không? Có cái thông tin vợ xem. Bây giờ đau lưng thì gọi cho nó sang. Đúng rồi đấy. Vâng. Mẹ Thành ở nhà nhỉ? Để ở nhà nhỉ? Có chắc em nhờ mẹ Thành đây một tí món quà cô có một vài người tâm tư gửi cho mẹ Thành. Chúng ta là anh Tùa cũng đã về và có cả mẹ của bạn Thành và có xính ở đây, tất cả mọi người đã đầy đủ. Sau đây thì xin phép cô Trang thì không sẽ mở cái thùng quà gửi từ Mỹ của cô về đây. Đấy, món quà này cô đã gửi cũng khá là lâu rồi các bác. Đấy, từ hôm 31 tháng 10 rồi. Hôm nay là vào thời điểm anh em đang ghi hình là ngày 6 tháng 10 thì đâu đó cũng vào được một tuần. Quốc tế luôn đấy. Bố Thành hôm nay đi làm gì đấy? Bố cháu hôm nay là
cọc ở bên này nó đậu dứa. Đậu dứa là nhà. Có cọc nó đang là cái móng nhà. Là được mấy quả mình cũng không có thời gian chút. Đây thì là quả sáo. Đây là đỉnh nhờ. Con gái Tủa, à anh Tủa, một món quà của anh trước tiên. Cháu xí. Ở đây là, hình như đây là chocolate đó, chocolate. Và đây có lẽ là một cái khăn hay là một cái áo ấy. Thì của xính nhá, cái này của xính nhá. Cảm ơn anh. Được rồi. Áo này cũng là của xính hay là của Thành. Mang đây. Đi vừa ai. Đi nó vừa ai thì mặc nhé. Mặc sơ mi trắng, sơ mi đen không ai. Đây là một chiếc khăn. Khăn to này. Khăn này có lẽ mẹ Thành đeo đi chợ. Mới là cháu bằng mẹ. Ở đây gồm hai túi quà nữa. Đây túi này là của Thành, cháu Thành và chú Thím Xính, nghĩa là của Thành và gia đình Thành đấy. Ở đây là những đồ ăn thôi. Nhưng mà tất cả những cái đồ này đều từ bên Mỹ đấy. Bên Mỹ thì anh em biết là bên đấy nó sản phẩm nó rất là chất lượng và toàn là tên tiếng Anh thôi. Ở đây mình như là thịt hổ. Cái thịt này thì cô có gọi cho mình là cái này thì sẽ ăn được luôn chứ không phải nấu nữa. Đấy, hoặc là mình thích thì mình đun nóng lại nhé. Đun nóng lại trước khi ăn cũng được. Đấy là đây là bánh kẹo. Bánh kẹo từ bên Mỹ đó. Từ Thành nhé. Cảm ơn cô. Trả lại rất nhiều. Cái này là cái gì đây nhỉ? Đây là một lọ tinh dầu. Một lọ tinh dầu chắc có lẽ là cô cũng gửi cho gia đình Thành luôn. Đây, Thành nhá. À, đây là một túi nữa là của một hoàn cảnh khác. Thì anh em Khâm sẽ mang đi ra để trao ở ngoài. Đấy. Ngoài ra thì còn có một cái bức thư. Bức thư này thì cô viết ở đây các bác đây. Cô nhờ cháu Khâm đọc to và rõ hai lá thư này cho Xính và gia đình nghe nhé. Cháu đọc chậm từng đoạn và nhớ Thành phiên dịch. Cảm ơn cháu. Một lời tâm thư chắc cũng là những người gắm tình cảm của cô Trang cô gửi cho gia đình mình thôi. À, vừa rồi là Khâm vừa mở bức thư ra của anh chị ạ. Thì đây là những lời gửi gắm của cô Trang gửi đến gia đình bạn Thành. Và một bức là gửi đến em Xính. Thế thì sau đây là xin phép cô thì Khâm sẽ được đọc bức thư lên để cho gia đình bạn Thành được biết, cũng như là Xính cũng như anh Tùa ở đây được biết. Thế thì chắc có lẽ là mẹ của Thành không biết là có hiểu hết tiếng Kinh không? Mẹ thì như câu là dễ thôi. Dễ. Thế chắc là nhờ Thành là bây giờ là mình đọc đến một đoạn thì lại nhờ Thành dịch cho mẹ một đoạn nhé. Vâng. Để là cho mẹ được biết. Vâng. Đấy. Bây giờ Khâm sẽ được đọc bức thư các bác. Ngày 25 tháng 10 năm 2022. Kính thưa ông bà chú thím của Xính, tôi rất cảm động trước tình thương yêu, sự đùm bọc mà ông bà và cháu Thành đã dành cho cháu Xính. Tôi xin gửi biếu gia đình một chút quà nhỏ để ông bà dùng khi uống trà. Hai gói kẹo gửi cho hai con của Thành. Tôi cũng gửi một chiếc tivi để biếu gia đình ông bà xem cho vui.
có lẽ là nhờ thành vì trong bể một đoạn tục thâu chăn thì nó sẽ dùng xiết nó được lòng tiếp ba ba tập sinh nhá nhưng mà bây giờ ba nó là cái đầu xiết này lu bây giờ đầu mua thì đi cho quan mà tại cái quan mà bên này mới có thì nhận được nên họ đem lên chỗ để chỗ đây thế là mua có tham mua mua được nhiều nhé cái kho mà này thì Khâm xin đọc tiếp. Tôi xin ông bà và cháu Thành giúp cho cháu Xính một việc quan trọng nữa ạ. Đó là tìm cho Xính một cô vợ ngoan ngoãn, khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc. Vì sợ Xính sẽ phải trở thành lao động chính trong nhà, nhờ ông bà tiếp tục dạy bảo, hướng dẫn cháu trong cuộc sống. Vì cháu chưa tự lo được đâu. Chúc gia đình nhiều sức khỏe và niềm vui ạ. Cảm ơn gia đình thân mến cô Trang. Cuộc trang này thực tế là dùng xếp để mưa khó khó lượng là nước khó nó không lượng tình trạng nhà nét từ lòng đấy à sửa xe là để nếu cư để nhận được từ nhất thì nó bỏ được làm quà mà thì thường thường là nó cũng quan niệm để mà phát được cư đúng này nhá nước khó mà này là chỉ tập bao thì cái món nọ nhá và quan đi chặt ra chồng nét từ lòng đấy chọn khen gì thì là phao được tức là chúc bây giờ xin thi đi就是都要看一下看，哎，反正嘛，就是天，反正就是啥子，还不是那么，我太大了，买那么几天，简单我就反正我自己用，还得要从带动他嘛，就都没一头没鸟，没鸟带了，没那里那什么人住的咯，反正就这样子嘛，就我他们买菜，都跑都都那啥子，我买菜用到没鸟嘛，还不能在，是不能人不是人，真是人住嘛，还是那个。 还得要，那些咯，我把这种老油钱不是用，用木碗和木打嘛，那些就你们好，我还多些那些油咯嘛，用油的去把这个弄，哦，都人家接待油老的路了，我去倒了，哎呦，对那个把上菜哦，就你们生水，搞点木，那个木，那木的油了我去倒上倒了，然后就要搞那种，从下面就搞点，从那木去从菜多。 当年嘛是去，你把那些钱，你那些弄，那就到那些我本来就那嘛，就写点牌，然后那些到那些钱就嘛，就跑到多那啥些内容，到对到本来就是嘛，要到对了的，还有嘛，他有了，你晓得他就去把嘛把有的本来就那，这种写的就跑，多的啥这种写的，就跑到要对那内容写啥，都本来就那些嘛，对呀，对的嘛，简单的嘛就还有嘛，叫弄起来。 Mẹ của Thành vừa nói khá là dài các bác, Khâm thì cũng không chưa hiểu được lắm và chắc có lẽ là cô bác cũng chưa hiểu, thì rất là mong là anh Thành sẽ dịch lại cho cô bác cũng như là cô Trang cùng biết những lời gửi gắm của mẹ Thành. Mẹ cháu thì bảo là cái gì thì vẫn không biết thì Sánh nó cũng không làm được gì, thì bây giờ thì đi hỏi một người vợ cho Sánh thì vẫn là mau đi hỏi thử xem có ai yêu Sánh không, vợ thử thì bây giờ mình cũng chẳng biết Sánh có thích không, cho nên là mình đi hỏi thử thôi, sau đó về cho đổi với Sánh thì Sánh có thích không lắm, nếu mà thích thì vợ đi hỏi một con vợ cho Sánh, sau này còn lo cho Sánh, không phải là mẹ em lúc nào già cũng phải nhắc nhở mà lo cho Sánh nhiều. Vâng. À, đi tìm con vợ cho Sánh sau làm sau này thì vợ sẽ lo cho Sánh, mà trong gia đình có gì hoặc một công việc như thế nào thì vợ sẽ làm cho Sánh hết. Sau này mẹ em chị nói như thế thôi. Vâng, thì bản thân Khâm cũng như là rất là nhiều cô bác quý vị khán giả đang xem những video về em Xính, cũng không chỉ riêng cô Trang mà tất cả mọi người chắc có lẽ là ai cũng mong muốn là sau khi có một cái cơ ngơi nho nhỏ như này thì em Xính sẽ
lấy được một cô vợ ngoan hiền thảo để hỗ trợ cuộc sống của em sau này. Hai em sẽ cùng nhau vun đắp và xây dựng một cái cuộc sống mới tốt hơn. Thì cái điều đó là điều ai cũng mong mỏi thôi. Cô Trang gửi gắm đến gia đình hai bác vậy là cũng rất là đúng. Và bản thân anh nghĩ là Xính, sau khi anh Hiệp đã kêu gọi và hỗ trợ được một căn nhà đẹp như thế này, và tới này là em còn có cả bò này, lợn này, chuồng trại bây giờ là cũng xong hết rồi, thì mọi cái gọi là nền móng để cho Xính sau này phát triển là đã có các bác ạ. Thì việc mà Xính hy vọng lấy được một cô vợ phù hợp với em Xính để cùng nhau phát triển kinh tế, nó là điều rất là bình thường thôi. Và Khâm tin rằng là một cái duyên sẽ đến với em Xính, cũng hy vọng là sớm nhất có thể thì mình sẽ nhận được một cái tin vui là đó là Xính cưới chẳng hạn nhé anh Thành. Đấy, cả gia đình là ai cũng mong muốn là có cái tin vui này thôi. Bây giờ nhà cửa mọi thứ có rồi, chứ không phải là mình, không phải mình là một người thiếu thốn gì nữa. Mình vẫn có chú Thím lúc nào cũng hỗ trợ xuyên suốt này, và cơ ngơi là bây giờ mọi thứ đã gọi là ổn trong cái hoàn cảnh vùng cao này các bác ạ. Thì bây giờ cái quan trọng thì là sự cố gắng của bản thân Xính thôi. Đấy, thì bây giờ hỏi là Xính đã có người yêu chưa? Chưa có á? Chưa hay là thích em nào chưa? Chưa. Vẫn chưa thích em nào à? Bây giờ chưa có là thích rồi. Thích rồi à? Chưa có ai yêu. Chưa có ai yêu à? Nói chung là bây giờ em phải tự tin lên. Anh cũng hy vọng là sẽ tìm được một người phù hợp với bản thân em thôi. Chứ không, bây giờ sẽ không quá khó nữa. Bây giờ mình cũng nhà cửa đàng hoàng đẹp đẽ thế này. Đấy, Xính vẫn có sức khỏe thôi. Nhưng mà Xính này là bây giờ đi là chỉ là đi tập tễnh rồi phải không? Vâng. Mình vẫn làm được việc thôi đúng không? Vẫn làm được cái kiểu là đi đường dễ, đường bàn cũng muốn làm được như thế này. Vâng. Nhưng mà đi đường khó chứ, không đi nổi đấy. Vâng. Thì cứ cố gắng, cái đấy là câu chuyện là mục tiêu tiếp theo để em phấn đấu nhá. Một cô vợ hiền có thể là không được xinh lắm đâu, chúng mình thôi, chúng mình cũng được, nhưng mà mình như thế nào thì vợ như thế đấy thôi, nhưng mà phải một cô vợ là yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, tất nhiên là cũng một cô vợ cũng phải có sức khỏe nữa đấy, thì mới cùng nhau là phát triển được đấy. Cái điều đấy là tất cả mọi người mong muốn, và anh cũng hy vọng là Xính sẽ sớm tiến hành kế hoạch này nhá. Rồi, cái đấy là phần bức thư mà Tâm đọc cô Trang gửi đến gia đình anh Thành. Còn đây là bức thư mà cô Trang gửi riêng đến Xính nhé. Nó cũng là bài lời tâm sự của cô thôi, thì sau đây con xin phép được đọc tiếp. Gửi cháu Xính, cô có vài lời khuyên cho cháu. Bây giờ cháu ra ở riêng, nhưng cháu chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nên mọi việc cháu cần bàn bạc và lắng nghe ý kiến của chú Thím và anh Thành. Cháu đừng tự ý làm mà học việc cháu ạ. Đó là vài lời tâm huyết cô gửi cháu. Chúc cháu vui khỏe và sớm có vợ. Đấy, một lần nữa cô nhấn mạnh chúc cháu vui khỏe và sớm có vợ. Chúc cô mình khỏe thôi. Bây giờ thì cũng quà là Khâm cũng đã trao rồi. Những lời tâm tư của cô Trang Khâm cũng đã gửi gắm. Chắc có lẽ là Khâm đọc lên đây thì một phần nào diễn tả được những cái nội tâm và những cái mong muốn mà cô gửi đến gia đình, thì chắc vẫn chưa diễn đạt được hết. Thì cũng rất mong là cô sẽ thông cảm và tiếp tục là vẫn động viên cho cả bản thân cháu Khâm cũng như là những hoàn cảnh trên kênh. Thế thì Xính có gửi một lời cảm ơn đến cô Trang. Cảm ơn cô Trang. Cho cái gì đang nói. Miên nói. Cảm ơn cô, chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe. Cảm ơn cô Trang. Chúc cô mạnh khỏe. Được biết là cô Trang cũng hỗ trợ xây nhà, đợt đấy cô cũng nói chuyện với anh, cũng gửi qua anh Hiệp là 30 triệu để cho Xính xây nhà đấy.
Đây, bây giờ xin cảm ơn cô là cô đã gửi cho 30 triệu cả nhà đi. Đây là cô đã gửi những món quà và những cái lời tâm tư này. Thực ra những cái lời tâm tư này nó còn ý nghĩa rất là nhiều về quà pháp tiền hàng. Cảm ơn cô. Đã gửi cho 30 triệu để là cho nhà. 30 triệu là nhà. Cảm ơn cô. Cô cha. Chúc cô mạnh khỏe. Xin ý nói. Không nói ra được. Xin ý nói. Đúng rồi, xíu thì không nói được nên lời. Đấy thì bây giờ là hôm nay vào đây là không chỉ có những cái công việc này thôi. Rất cảm ơn anh. Thành giữ lại nhé. Vâng. Giữ lại những cái này sau này tương lai mình nhìn lại và những ai có thể nhớ và cảm ơn các cô bức thư. Nó cũng là một cái kỷ niệm. Vâng. Cảm ơn. Thành nhé, vâng. Đứng lướt đi. Hôm nay đi làm gì không? Hôm nay anh em đi làm gì không? Hôm nay đang sang cầu bếp đúng kia đi để đâu cho nó nghỉ gọn đi. Vâng. Xính là buổi tối là ngủ đây rồi chứ? Vâng. À. Mọi thứ là... Từ không có giờ thì xính sang ngủ luôn. À, không có giờ là sang ngủ luôn. Vâng. Nhà mới luôn nhờ. Vâng. Điện nước. Nước là ở đây là dẫn về chứ? Nước thì ở đây có vò thì khi nào cái bình ở trên đấy thì mình đắp. À, đấy. Điện thì là bóng điện này cũng lắp đủ hết rồi nhỉ? Lắp đủ đây là rồi nhà. Cố gắng thôi. À, bây giờ là thì có vợ làm lấy mình thôi. Hôm nào lại đây đấy? Được rồi. Hôm nào được tiền thì lấy vợ cũng được quá. À, cô Trang cũng vẻ là ưu ái và tin tưởng là cháu Khâm. Vừa rồi là cô cũng đã gửi một số tiền rất là lớn, thì trong đó là hỗ trợ bé Phù có nhu yếu phẩm để ăn, và sau này Khâm sẽ làm một quỹ để cho bé Phù đi bệnh viện khám nữa. Thì rất là cảm ơn cô. Nhân tiện là cô gửi thì cô cũng đã gửi số tiền để hỗ trợ gia đình anh Thành cũng như là Xính để mua bò và làm chuồng ấy. Đấy thì chắc có lẽ là rồi Khâm sẽ trao cho gia đình cô chú bố mẹ của Thành riêng. Đấy, ngày hôm nay đến đây là cũng chỉ có những cái món quà của cô gửi đến thôi nhé. Vâng, rất là cảm ơn cô. Quà thì chắc là quần áo. Cháu Thành, cháu cảm ơn cô Trang rất nhiều. Cô đã gửi quà cho gia đình cháu. Cho xem món quà một chút này. Cái món quà này thực sự là như thế này thì cũng lần đầu Khâm thấy luôn các bác ạ. Không phải là cái bánh này, nhưng mà ý là một cái món quà mà từ nước Mỹ về ấy, từ ngày Khâm đi làm thiện nguyện đến bây giờ cũng mới thôi, nhưng mà chỉ nhận được món quà trong nước nhận được nhiều lời, nhưng mà từ Mỹ thì ngày hôm nay Khâm mới nhận được một món quà từ cô Trang. Đây, mở ra xem một tí nhé. Rồi, anh cứ mở ra. Những cái này hình như là uống cái trà. Vâng. Cái này có lẽ là chocolate. Nó kiểu sô-cô-la. À. Sô-cô-la. Nhưng mà ngon lắm. Mình ăn hay là thế nào? Cái này là... Hay là cho ngân nước ra uống là... Cái này ăn được mà. À. Cái này ăn, cô bảo ăn cái trà cũng được mà, uống cái trà ấy. Ăn sâu uống trà. Ăn sâu uống trà. Còn bánh này thì là cho con. Vâng. À, đây là kẹo. Đúng rồi. Kẹo. Đây là toàn đồ ngọt thôi. Vâng. Cái này thì là cô bảo như là thịt, đúng không? Vâng. Thịt hộp nhé. Vâng. Đun sôi, đun cho vào nồi. Vâng. Cho vào nồi bạn đun sôi lên rồi là ăn được luôn. Vâng. Đấy. Xin phép mở xem một tí thôi. Ai cũng có quà rồi. Bây giờ thì từng người một cảm ơn cô cha thôi. Một lần nữa thì thôi. Trước khi kết thúc video thì chắc là cũng cảm ơn cô Trang một lần nữa nhỉ. Đấy thì Cầm cũng cảm ơn cô rất là nhiều vì đã luôn luôn ủng hộ những hoàn cảnh trên kênh của cháu Khâm. Thực sự là một cái duyên biết đến cô thì cũng từ bé Xá, các bác bé Xá đến thời điểm hiện tại là cũng đã bé duyên được với cô từ đâu đó là cũng được 2 tháng rồi. Thì những hoàn cảnh khác thì Khâm đang lên cũng được nhận được sự hỗ trợ của
cô rất là nhiều, nhưng vừa rồi gần nhất thì là bé Phù, trước đó thì là bé Xá và bé Phứ, em Phứ đấy. Và có những món quà cô cũng đã gửi riêng cho những hoàn cảnh thì không cũng đã đi trao. Thế thì hôm nay là cũng được cô tin tưởng, cô giao phó thì Khâm lại tiếp tục vào ghi hình và trao quà cho nhà Xính cũng là nhà anh Thành ở đây. Một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều, chúc cô gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Cháu thì cháu cũng cảm ơn con trai rất nhiều. Thì hôm nay cô đã tin tưởng anh Khương và mang quà cho đến tận gia đình nhà Xính với cháu, thì hôm nay thì cô lại có quà cho riêng gia đình. Cháu cũng cảm ơn cho cô mạnh khỏe, sống trang lâu và chúc cô mạnh khỏe, sức khỏe tốt ạ. Cho Xính, cho Xính được phong trả. Cho Xính ơi, đó thì là bao nhiêu bộ khác thì nơi người ta bố ca giao thông đi mà. Cho Xính được phong. Phong. Là chúng phong rồi mà. Cho Xính được phong. Nhưng mà giao thông là được phong đấy ạ. Xính, cảm ơn cô, cảm ơn quà cho anh Xính, cảm ơn cô rất nhiều, sức khỏe. Ok, có lẽ là công việc buổi sáng ngày hôm nay khi mà Khương vào đây đã được xong xuôi rồi. Cô Trang hết sức yên tâm là những món quà đã đến tận tay những hoàn cảnh. Sau đây thì Khương xin phép khép lại video này tại đây thôi. Cảm ơn quý cô ba anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.